mời cả phòng Zoom và xin mời cả những cô bác anh chị đang theo dõi kênh Diệt Trần Online. Bây giờ là 6 giờ và mọi người hãy cùng chọn một tư thế thật là thoải mái. Mình có thể ngồi, đứng, nằm để thực hiện phần niệm công này. Thể mở mắt hoặc nhắm mắt. Nếu mình cảm thấy nhắm mắt giúp mình tăng sự tập trung thì mình cũng có thể nhắm mắt. Còn nếu mình có thể tập trung ngay cả khi mình mở mắt thì mình cũng có thể mở mắt. Và mình cùng khởi lên trong tâm tưởng của mình. Lời đọc 2660. Mình có thể đọc thành tiếng 2660 hoặc chỉ nghĩ 2660. 2660 là đồ yêu thương của điện thần Châu. Thầy Quốc Châu là người phát minh ra điện thần và thầy đã đưa ra phác đồ yêu thương. Độ yêu thương có thể áp dụng cho người, vật và trong bất kỳ hoàn cảnh hay tình huống nào. Chỉ cần lúc đó mình khởi tâm yêu thương và niệm 2660 30 lần. Sau đó mình nói rằng con xin năng lượng và vật ta mong cầu. Hôm nay ta hãy cùng xin năng lượng yêu thương cho chính người đã sinh ra ta. Bởi vì nếu không có bố mẹ thì sẽ không có hình hài, không có cuộc sống của chúng ta. Và năng lượng yêu thương bố mẹ của ta luôn luôn được trí huệ, bình an và sức khỏe. Dù bố mẹ ta ở đâu thì ta cũng có thể niệm 2660 để gửi năng lượng yêu thương tới cho bố mẹ. Hãy miêu tả thật rõ hoặc tưởng tượng ở trong tâm trí nơi mà bố mẹ đang sống. Hoặc nếu bố mẹ ta đang có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, hoặc ta đang cảm thấy bố mẹ chưa được bình an hạnh phúc, hoặc ta muốn bố mẹ thực hiện một kỹ thuật diện trần nào đó để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày, hay là bố mẹ mình còn chưa biết đến diện trần, hoặc bố mẹ mình ở một thế giới khác, thì đều có thể gửi năng lượng yêu thương cho bố mẹ. 2660, 2660, 2660. Năng lượng yêu thương của thầy Châu cho bố mẹ con được trí tuệ, bình an và sức khỏe. Vì chỉ cần có trí tuệ thì bố mẹ sẽ tự nhận biết được điều lành, những điều là sự thật và có được bình an
thì bố mẹ luôn luôn được hạnh phúc và có được sức khỏe. Mẹ sẽ luôn luôn làm được những điều mà bố mẹ mong muốn. Hai sáu sáu mươi, hai sáu sáu mươi, hai sáu sáu mươi. Và cuối cùng thì mình ân thầy Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phác đồ yêu thương, ngọn nguồn của yêu thương và hạnh phúc này. Và câu đầu tiên trong sách Tâm Ngôn của thầy Bùi Quốc Châu có viết: ai có niềm tin mãnh liệt và không đổi rời thì sẽ thấy được sự kỳ diệu của nó. Vậy nên chúng ta thực hành phác đồ yêu thương mỗi ngày với một niềm tin mãnh liệt và không đổi rời thì chúng ta sẽ thấy được sự kỳ diệu của phác đồ yêu thương với chính bản thân, gia đình của mình, với cộng đồng của mình, với dân tộc mình và với trái đất đẹp này.